Chuẩn cơm vợ nấu. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một chàng trai hiền lành tên là Trà Lớ. Trà Lớ mồ côi từ bé, sống lủi thủi trong túp lều tranh rách nát. Cậu phải làm quần quật quanh năm suốt tháng mà vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đánh nó đi, con chó hoang, cho nó không dám đến đây nữa. Nè, tránh ra, sao lại đánh con chó tội nghiệp thế này chứ? Ăn đi, tao nghèo nhưng sẽ cố san sẻ bát cơm với mày. Người tốt ơi, xin mời người vào ăn cơm cho tôi biết mặt và được cảm tạ người. Rất nhiều ngày sau, Trà Lớ đi làm về đều thấy cơm canh sắp sẵn trên chiếc chõng tre. Chàng càng ngạc nhiên hơn và quyết tâm tìm ra người tốt bụng đã giúp chàng. Chàng sắp về rồi, phải nấu cơm ngon để đợi chàng. Thì ra nàng là người tốt đã nấu cơm cho ta trong nhiều ngày qua. Vì sao lại giúp ta như vậy chứ? Em vốn là con gái một vị thần trên trời, nhưng đã phạm lỗi nặng nên bị phạt xuống trần gian. Này chàng đã cứu em nguyện đến ở bên chàng trả ơn này. Không, không được đâu. Tôi xấu người, lại mồ côi, nhà thì nghèo, làm sao nên vợ nên chồng cùng nàng được? Chàng không xấu người, chàng hiền lành, tốt bụng, biết thương người khác. Chàng đẹp hơn rất nhiều người. Chỉ sống bên người tốt như chàng mới giúp ta thoát khỏi hình phạt thôi. Nhưng ta chỉ sợ nàng phải chịu thiệt thòi, khổ cực mà thôi. Vậy là từ đó, cô gái trở thành vợ chàng, ngày ngày bên cạnh nâng khăn sửa túi cho chàng. Ngày mai, chàng hãy đi chọn một chỗ đất để làm nhà. Nhà này bé quá, ta phải làm nhà to hơn. Cả chuồng gà, chuồng lợn, chuồng trâu nữa. Chỉ một đêm, em sẽ làm được thôi. Nghe nàng nói, tôi thấy lạ tai lắm. Nhà mình nghèo, gió tha hồ vào không vướng, lấy đâu ra của chìm của nổi mà làm nhà? Chàng không phải bận tâm, rồi đâu sẽ vào đấy cả mà. Tôi đã cắm cọc bao quanh miếng đất này, có đủ cả nền nhà, nền chuồng trâu, chuồng lợn như lời nàng dặn hôm qua rồi. Đêm nay sẽ có mưa to gió lớn, nhưng chàng cứ nhắm mắt ngủ yên, đừng có sợ nha. Và nhớ đừng có mở mắt nhìn, kẻo là hỏng việc đó. Trời ơi, chuyện gì thế này? Khi bị phạt đầy xuống trần gian, mẹ em đã xin nhà trời cho em được giữ lại hai phép màu. Em đã hứa chỉ dùng phép màu này với người nào đã cứu em. Cảm ơn nàng, ta mơ cũng không được sống trong cảnh sung túc này. Trời ơi, nhờ cứu một con chó mà cậu ấy được trả ơn như vậy. Nhà nó bây giờ trâu bò gà lợn hàng đàn rồi, cũng xứng đáng thôi. Tốt bụng được trả ơn đấy. Bọn ta không tin, làm gì có chuyện đó chứ. Dạ đúng rồi, chúng ta phải đến xem thực hư thế nào. Quả đúng như thế, ta phải nghĩ cách cướp đoạt nhà nó. Trà Lớ à, giàu có thế này mà lấy một người vợ xuất thân không rõ gốc tích. Người trong làng đang đồn âm cô ấy là do một con chó biến thành. Sao mày không đuổi quách vợ mày đi? Tao sẽ gả con gái đẹp của tao cho mày. Nè, tôi không cần con gái của ông, tôi chỉ cần sống với vợ của tôi mà thôi. Hôm nay chàng buồn rồi, chàng có chuyện gì nói cho em biết đi, Trà Lớ. Nhiều ngày, nhiều đêm, hôm nào lão phú hộ và tên đầy tớ cũng tìm cách gặp Trà Lớ để nói xấu về vợ cậu. Như nước mài hòn đá, dần dần lòng Trà Lớ thay đổi. Trước kia chàng thương vợ là thế, giờ đây cứ nhìn thấy vợ là chàng hằn học khó chịu. Ta đi ngang qua, bị một con ong đất đốt vào sau lưng, xin cô giúp ta đắp lá lên chỗ ong đốt được không? Nhà ta không có ai ở nhà, ta sợ mọi người hiểu lầm, không tiện giúp. Xin cô hãy giúp ta sắp chết rồi. Vậy xin ra ngoài sân, ta đắp thuốc cho.
Ta biết ngay. Cô thật xấu tính xấu nết. Ta không ngờ cô lại lăng nhăng với nó. Cô đi ra khỏi nhà này ngay. Chàng, không phải như chàng thấy đâu. Cô đừng chần chờ nữa, đi ngay đi. Tôi không muốn trông thấy cô. Bấy lâu nay tôi vì cô mà đã phải chịu bao nhiêu lời bàn tán giễu cợt của người làng rồi. Đúng như kế hoạch của ta. Chàng nghĩ lại đi, đừng suy nghĩ điều trái, điều ác nữa. Đời chàng nghèo khổ nhiều rồi. Lúc đầu em thấy chàng tốt bụng, em muốn giúp chàng đỡ khổ. Nay chàng đã bị bọn xấu làm u mê. Em nói chàng hay, em đi rồi, chàng sẽ không được như vậy nữa. Lúc đó chàng hối hận cũng không kịp đâu. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Cô mau bước ra khỏi cái nhà này đi. Không, sao mọi thứ lại biến đi hết thế này? Không được, tài sản của ta. Hắn đã mất hết rồi. Hắn đã trở về nghèo khó hơn, không sánh được với ta nữa rồi. Cũng chỉ vì nghe lời kẻ xấu mà ta mất cả người vợ đẹp, mất cả gia tài rồi. Trà Lớ chết đi, biến thành con Thạch Sùng. Ngày nay, Thạch Sùng hay tắt lưỡi bởi nó tiếc người vợ đẹp và tài sản đã mất. Và chiếc khăn mà Trà Lớ dùng để giữ con trâu đã dính liền vào da, biến thành một vệt trắng dưới cổ trâu như chúng ta thấy ngày nay. Đức vua trẻ tuổi. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, nhà vua đương trị vì đã bị thất lạc người con trai duy nhất của mình. Ngay sau đó, nhà vua đã sai người đi khắp mọi nơi để tìm hoàng tử nhưng vẫn không thấy. Thời gian thấm thoát trôi đi, tới một ngày nhà vua đã yếu. Muôn tâu, xin người chớ có buồn rầu lo lắng quá, rồi nhất định chúng ta sẽ tìm được hoàng tử thôi ạ. Muôn tâu đức vua, chúng thần tìm được một người có lai lịch giống hoàng tử. Hồi nhỏ anh ta được một người chăn cừu cứu sống trong một đám cháy lớn ở kinh thành. Nhưng có điều này xin hỏi người ạ. Người cứ nói đi. Dạ, người này có điểm lạ. Lỡ tay phải người này còn có thêm một vết bớt màu đỏ, hình con rồng, thưa đức vua. Hả? Người nói sao? Vết bớt ư? Ta không tiện tiết lộ về chi tiết chiếc bớt vì sợ trong nhân gian có kẻ giả mạo hoàng tử. Nhưng đúng là hoàng tử con ta từ lúc sinh ra đã có một vết bớt đỏ hình con rồng ở tay phải. Người mà ngươi nói đích thị là con trai của ta rồi. Hãy truyền lệnh của ta đi đón hoàng tử về kinh thành nhanh lên. Dạ thưa vâng. Cháu tốt quá, cụ cảm ơn cháu nhiều. Kìa đích thị là đúng rồi. Là ta ư? Dạ thưa vâng, người chính là hoàng tử, con trai độc nhất của đức vua. Xin người hãy theo chúng tôi trở về hoàng cung ạ. Vậy là sau bao lâu, cuối cùng nhà vua cũng đã tìm lại được người con trai thất lạc trong niềm xúc động khôn nguôi. Chúng ta đã tìm con biết bao lâu rồi, con biết không? Con trở về thật đúng lúc để tiếp nhận ngài vua từ ta. Thưa đức vua, xin đức vua cân nhắc kỹ hơn, cần thời gian mới chắc chắn người có phải là hoàng tử thật không. Hơn nữa, người đã lưu lạc trong nhân gian quá lâu, nên đến những phép tắc cơ bản trong cung còn chưa biết. Giờ gánh phát trọng trách lớn, e là quân thần không phục. Thưa cha, con cũng nghĩ việc này quá sức với con thôi ạ. Kẻ tướng lò xa quá rồi, sao lại quá sức chứ? Theo lệnh của ta, quan tổng quản sẽ có trách nhiệm hướng dẫn con những phép tắc cơ bản nhất. Ta tin con trai ta hoàn toàn có thể làm được. Ngay sau đó, quan tổng quản được lệnh hướng dẫn hoàng tử học hành và thuần thục những phép tắc nghi lễ trong cung vua để chàng có thể trở thành một bậc minh quân. Chỉ còn một tháng nữa thì ngày lễ truyền ngôi báo cho hoàng tử sẽ đến. Từ giờ tới ngày đó, những thợ dệt, thợ kim hoàng với sự đốc thúc trực tiếp của tể tướng sẽ làm việc ngày đêm không nghỉ để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Giờ thần xin dẫn hoàng tử đi thăm họ ạ. Được, vậy chúng ta đi thôi. Tình thế này rất gấp rút vừa, nếu ta không ra tay nhanh thì e rằng sẽ khó có thể lật đổ được ngôi vua. Dạ, có gì xin tể tướng cứ sai bảo ạ.
chúng thần tuân lệnh. Trừ khử xong hắn, đại tướng lên ngôi vua thì chúng ta có hưởng vinh hoa phú quý cả đời cũng không hết. Nói ra thể tướng có mưu lật đổ vua cha, không được, nhất định là mình phải nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Khi tới mỏm núi kia, chúng ta chỉ việc đẩy hắn xuống vực là xong mọi chuyện. Tới nơi rồi. Bây giờ tình thế đang rất nguy cấp, mình phải mau chóng trở lại kinh thành. Các người mau lặn xuống tìm cho ta. Xin anh tha cho tôi với ạ, tôi không biết bơi mà. To gan, đại tướng thừa lệnh đức vua lệnh cho ngư dân vùng này phải lặn xuống tìm ngọc để làm vương miện cho nhà vua trẻ. Ai trái lệnh chém đầu. Khoan đã, tể tướng thật to gan, dám nhân danh vua cha ta làm những điều tàn ngược. Ông à, hay là để tôi xin với quan trên cho ông được miễn, không phải đi vào trong cung dệt áo nữa nha ông. Thế sao được, tôi đau thế này thì có lạ gì đâu cơ chứ. Có người cũng đau đến thổ huyết, có người đến mẹ cha qua đời cũng không thể rời sướng nửa bước nữa, là họ chỉ có thể lặng lẽ khóc và cố gắng làm thật tốt. Mai là cũng sắp được trở về nhà. Hôm nay, nhân khi nhà vua thông báo sự mất tích của hoàng tử, ta sẽ nhân cơ hội lật đổ vương quyền. Đức vua giá lâm. Sao? Sao lại thế này? Sao? Vua hoàng tử sao lại còn sống? Tể tướng to gan, sao người dám sai người hạ sát hoàng tử để âm mưu chiếm ngôi? Người đâu? Mang tể tướng bắt giam vào ngục thất, chờ ngày ta xét xử nghiêm minh. Ở đức vua, xin người hãy cho thần một con đường sống. Thần biết tội rồi ạ. Xin ngài. Dạ, con sẽ không đổi phương miện và mặc bộ quần áo hoàng đế giác vàng kia đâu ạ. Hả? Còn nói sao? Thưa vua cha, những ngày qua ra kinh thành, con vô tình biết được dân chúng y lệnh của tể tướng đã phải khổ cực, điều đứng như thế nào để có thể làm ra được những thứ này. Nó kết đầy bồ hôi và máu của nhân dân lầm than, chứ không phải lấp lánh ánh vàng hào quang. Con nghĩ chiếc vương miện đáng giá nhất chính là niềm hạnh phúc và cuộc sống bình yên, thịnh vượng của nhân dân, thưa vua cha. Hoàng tử, con ta, con nói vậy khiến ta thấy hài lòng. Con đã không hổ danh tổ tiên chúng ta bao đời cai trị vương quốc, dựa trên lòng thương dân bác ái. Không cần vương miện và bộ quần áo giác vàng này thì con vẫn xứng đáng là vua của muôn dân. Chàng trai trẻ chăn cừu ngày nào này đã trở thành một vị vua trẻ, được tất cả thần dân yêu quý, tôn trọng. Không phải do vương miện lấp lánh hay trang phục đầy quyền uy của người, mà bởi lòng thương dân tha thiết. Chàng hiệp sĩ và người lái buôn. Ngày xưa, có một chàng hiệp sĩ rất giỏi võ nghệ. Nghe tin, quốc vương nước láng giềng tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa và đấu kiếm, với phần thưởng cho người chiến thắng là được cưới công chúa và chia một nửa vương quốc. Chàng liền phóng ngựa lên đường dự thi. Xin lỗi, tôi từ xa tới đây, không biết trong hai con đường phía trước thì đường nào dẫn đến vương quốc Aroma ạ? Cả hai con đường đều dẫn tới vương quốc Aroma. Nếu muốn đi nhanh thì đi đường to, còn chậm thì đi đường nhỏ. Nhưng sao tôi thấy hầu như mọi người đều rẽ vào con đường nhỏ thế? Họ không muốn đi nhanh sao? Ai chẳng muốn đi nhanh, nhưng ngặt nổi, ở con đường to có một xác chết nằm đó đã lâu, nên không ai muốn đi qua đó hết. Hả? Xác chết ư? Sao chết đã lâu mà không ai chôn cất sao? Tại sao vẫn nằm đó chứ? Bởi vì anh ta mắc nợ nhiều người quá và chưa trả cho họ, nên họ không cho chôn cất. Chừng nào họ trả đủ tiền thì họ mới cho chôn. Không lẽ nếu không có tiền thì người đó sẽ phải chịu cảnh chết khô ngoài đường sao? Ê, sao biết được? Chủ nợ họ hung dữ lắm, chẳng ai dám làm gì, trừ khi có người trả nợ cho anh ta thì anh ta mới được chôn cất tử tế. Những ai là chủ nợ của xác chết xấu số thì mang giấy nợ đến gặp chàng hiệp sĩ Asama ở quán trọ Haley. Anh ấy sẽ thanh toán hết nợ nần. Hả? Anh ta có họ hàng gì với xác chết đó sao? Vậy là xác chết đó có cơ hội được chôn cất rồi. Thông tin về tờ cáo thị đã lan truyền khắp thành phố và đến tai những người chủ nợ của cái xác. Họ ùng ùng kéo đến tìm chàng hiệp sĩ đòi thanh toán. 98, 99, trời đất, tất cả số nợ phải lên đến 100 đồng tiền vàng. Lộ phí mình mang theo không đủ rồi, làm thế nào bây giờ? Dù sao thì
không thể để người xấu số kia chết không chốn dung thân như vậy được. Mình sẽ bán cả con ngựa, thanh kiếm quý với bộ áo giáp, chắc là sẽ đủ tiền thôi. Cuối cùng thì anh cũng đã được an nghỉ rồi. Cảm ơn hiệp sĩ, anh đúng là một người tốt bụng. Nếu không có anh, con trai của tôi sẽ chết khô ngoài đường mất. Ở đây cháu còn vài đồng biếu bác, bác hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt nha. Cảm ơn anh, chắc chắn anh sẽ gặp may mắn. Tiền đã tiêu hết, ngựa cũng chẳng còn, áo giáp cũng không, vũ khí cũng không. Làm sao mình có thể vào cung thi đấu bây giờ chứ? Đành phải quay về chờ dịp khác vậy. Này chàng trai, sao anh lại ngủ dưới gốc cây thế này? Trời sắp tối rồi, ngủ trong rừng nguy hiểm lắm. Tôi mệt quá, lại không có tiền với ngựa đi đường nên ngủ quên ở đây. Cảm ơn anh đã đánh thức tôi. Tôi xem anh cũng không phải là người xuất thân tầm thường, sao lại rơi vào hoàn cảnh thế này chứ? Chẳng giấu gì anh, tôi là một hiệp sĩ đang trên đường sang vương quốc Aroma để thi đấu. Nhưng chuyện là như thế đó, vì vậy tôi mới phải quay về. Anh đúng là một chàng trai nhân hậu hiếm có. Thế này nha, tôi rất tin tưởng anh là một hiệp sĩ tài ba. Nếu tham gia cuộc thi này, chắc chắn anh sẽ giành phần thắng. Vậy nên tôi sẽ cho anh mượn tiền để mua vũ khí, ngựa và tất cả những gì anh cần. Hả? Sao cơ? Anh nói thật chứ? Anh cho tôi vay sao? Nhưng với một điều kiện. Hả? Điều kiện gì? Nếu như anh chiến thắng, anh phải chia cho tôi một nửa phần thưởng. Được, tôi hứa với anh. Ngày thi đấu đã đến, chàng hiệp sĩ trang bị đầy đủ vũ khí, áo giáp, cùng người lái buôn cùng nhau tiến vào cung vua. Trải qua các phần thi bắn cung và đấu kiếm, anh đều hoàn thành xuất sắc, vượt qua các đối thủ. Và phần thắng cuối cùng cũng thuộc về tay chàng. Ngươi quả là một chàng hiệp sĩ dũng mãnh và tài giỏi. Này, ta sẽ gả công chúa còn tha cho ngươi và chia cho ngươi một nửa vương quốc. Tạ ơn đức vua, nhưng thần có một thỉnh cầu ạ. Ngươi nói đi. Thưa đức vua, thần muốn xin người cho thần về quê hương ít ngày để báo tin vui với cha mẹ. Sau đó thần sẽ quay lại cung ạ. Được, ta đồng ý. Tạ ơn đức vua. Nay anh đã giành chiến thắng, anh còn nhớ lời hứa với tôi chứ? Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Tôi sẽ chia cho anh một nửa phần thưởng của mình. Anh muốn lấy gì tùy anh, nhưng để tôi chia và cho anh lấy phần trước. Tôi đồng ý. Vậy thì công chúa và con ngựa anh đang cưỡi là một phần, những gì còn lại là phần thứ hai. Anh muốn lấy phần nào? Làm sao có thể chia như thế được? Nếu phải thì chàng hiệp sĩ này coi như trắng tay à. Đúng là không công bằng chút nào. Ý của anh thế nào? Người công chúa muốn lấy là tôi đương nhiên không thể phụ lòng nàng rồi. Tôi sẽ chọn phần thứ nhất, anh cứ lấy phần thứ hai đi. Như thế không được đâu hiệp sĩ à. Ý ta đã quyết, người này xứng đáng nhận phần đó. Bởi nếu không có anh ta thì ta cũng không thể nào lấy được công chúa đâu. Giờ thì ta không đất đai, của cải. Nàng có đồng ý theo ta sống cuộc sống bình dị không? Thiếp đã nghe hết mọi chuyện rồi. Chàng không chỉ là một người hào hiệp, dũng mãnh, mà còn là người biết trọng chữ tín. Đã không tham vinh hoa phú quý để chọn thiếp, lẽ nào thiếp lại phụ lòng của chàng? Xin cảm ơn nàng đã hiểu cho ta. Ta hứa sẽ khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, không để nàng chịu khổ đâu. Xin chào công chúa và phò mã. Ngài, sao ngài lại ở đây? Ta đến đây để trả lại cho anh những thứ này, hãy cầm lấy đi. Đây chẳng phải là văn tự đất đai sao? Sao anh lại trả lại cho tôi chứ? Việc phân chia phần thưởng, tôi chỉ muốn thử anh thôi. Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin rằng anh là một người tốt bụng và nhân hậu, lại có một nhân cách vô cùng đáng quý. Anh còn nhớ xác chết xấu số không được chôn cất chứ? Nhờ có anh mà xác chết đó mới được siêu sinh. Vì vậy hắn đã xin với Diêm Vương quay trở lại trần gian một chuyến để trả ơn anh. Diêm Vương cũng rất khâm phục tấm lòng của anh nên đã đồng ý. Anh là... Ở hiền sẽ gặp lành. Nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ phải trở về rồi.
chúc anh mãi mãi hạnh phúc. Thiếp đúng là không chọn lầm người rồi, phò mã. Bao, búa, kéo. Nếu cậu có 100 nghìn, cậu sẽ làm gì? Tớ sẽ mua siêu nhân biến hình mẫu mới nhất. Tớ cũng thế, tớ sẽ... À kìa, sao siêu nhân của ai lại đánh rơi giữa đường thế kia? Yeah, mình đặt được con siêu nhân này. Hên ghê á, là siêu nhân biến hình nữa chứ. Con siêu nhân đó tớ nhìn thấy trước mà, nó phải là của tớ mới đúng. Yeah, nhưng tớ mới là người nhặt được nó trước. Ai nhặt được trước thì là của người đấy thôi. Yeah. Cậu tớ, trả cho tớ đi. Còn lâu ấy, tớ nhặt được trước mà. Buông ra. Thôi được rồi, giờ hai chúng ta chơi bao búa kéo. Nếu cậu thắng, tớ sẽ đưa con siêu nhân cho cậu. Còn nếu tớ thắng thì con siêu nhân thuộc về tớ, được chứ? Ừ, được, tớ đồng ý. Bao, kéo, búa. Thắng rồi, con siêu nhân là của tớ. Rõ ràng là cậu đã chậm hơn tớ, cậu chơi ăn gian. Tớ ra búa, cậu ra kéo, vậy là tớ thắng rồi. Chúng mình đã thỏa thuận trước như vậy rồi, cậu đừng có mà bịa chuyện tớ ăn gian. Đồ chơi bẩn, từ nay tớ sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa. Tớ cũng chả thèm chơi với cậu đâu. Cậu ta đúng là đồ ăn gian. Con siêu nhân đó phải là của mình mới đúng. Ồ, cậu bé, có chuyện gì mà tức tối đến vậy? Tớ nói với ông cũng chẳng giải quyết được gì cả. Cậu bé hãy chữ lấy chiếc đĩa nhỏ này, nó sẽ giúp cậu giải quyết được vấn đề mà cậu gặp phải. Ông cậu đó trông thật thần bí. Mà chiếc đĩa này có gì đặc biệt nhỉ? Tôi đang ở đâu thế này? Có ai không? Chào các cậu bé đến với cuộc chiến bao búa kéo. Ta sẽ phổ biến luật chơi ngay bây giờ. Rất đơn giản, chúng ta sẽ có 3 lượt ra bao búa kéo. Ai thua sẽ rơi khỏi hình tròn, rơi xuống không gian vô cực bên dưới và bị nhốt mãi mãi trong không gian trò chơi này. Còn ai thắng sẽ được vô số các trò chơi mới nhất. Các cậu bé có chịu không? Tại sao chúng tôi lại phải ở đây chơi trò chơi của ông chứ? Tôi muốn về nhà. Đúng vậy, tôi không muốn tham gia trò chơi này. Hãy đưa tôi về nhà đi. Đã tới đây rồi thì chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi chốn này, đó là thắng cuộc. Còn không thì mãi mãi sẽ bị nhốt ở đây và không bao giờ quay trở lại thế giới thực nữa. Được rồi, vậy thì hãy bắt đầu cuộc đấu này đi. Tớ nhất định sẽ thắng cậu. Đừng hòng, lần trước cậu ăn gian mới thắng được tớ. Lần này chắc chắn tớ sẽ thắng cậu. Ở đây tuyệt đối không chấp nhận sự ăn gian trong cuộc chơi. Hãy nhớ lấy điều đó. Ta tuyên bố cuộc đấu bao búa kéo bắt đầu. Bao búa kéo. Thắng rồi. Trời ơi, thật không thể tin được. Thế nào các cậu bé, trò chơi vô cùng gay cấn và kịch tính phải không? Hãy tiếp tục đến với lượt hai nào. Bao búa kéo. Tuyệt vời, lần này mình là người thắng. Vậy là cuộc đấu đã đến hồi kết thúc. Bây giờ là lượt đấu cuối cùng của hai cậu. Ai sẽ là người phải ở lại mãi mãi trong không gian này? Câu trả lời sẽ rõ ngay sau đây. Bao búa kéo. Mình thắng rồi. Mình là người thắng cuộc. Thật tuyệt vời. Ôi không, mình sẽ phải ở lại đây mãi mãi sao? Cậu ta đáng bị trừng phạt như vậy vì đã chơi xấu với mình. Nam, cậu là người thua cuộc. Cậu sẽ phải ở lại trong thế giới này mãi mãi. Không, tôi sẽ không ở đây đâu. Tôi muốn về nhà với bố mẹ, với các bạn của tôi. Mạnh ơi, hãy nghĩ cách cứu tớ với. Tớ không muốn ở lại đây đâu. Nam là người bạn thân nhất với mình. Mình có nên tìm cách cứu cậu ấy không? Mạnh ơi, cứu tớ. Tớ sợ lắm.
thân thể và những lỗi lầm của cậu ấy gây ra trước đây mà nhắm mắt nhìn cậu ấy rơi xuống được. Mình phải cứu cậu ấy. Nam à, hãy cầm lấy tay mình đi, mình sẽ cứu cậu. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ hả? Nhưng mình vẫn thấy lo lo, không biết Nam có sao không nữa. Mình ơi, Nam nè, tối qua mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ đó. Mình cũng vậy. Trong giấc mơ, cậu đã cứu mình khỏi thế giới đáng sợ đó. Mình rất ân hận vì đã chơi ăn gian với cậu. Thực ra thì lúc đầu mình vẫn còn bực, định không cứu cậu đâu. Nhưng rồi khi nghĩ đến tình bạn bao năm qua của chúng ta, mình đã quyết định cứu cậu. Mình không muốn mất đi người bạn thân nhất. Chúng ta hãy mãi là những người bạn tốt của nhau mình nha. Con siêu nhân này mình trả lại cậu. Cậu là người thắng bao búa kéo hôm đó. Cậu xứng đáng có được nó. Cả hai chúng ta còn bắt được nó, nên nó sẽ là của cả cậu và tớ. Vậy cũng được. Chúng ta lại chơi với nhau vui vẻ như trước nha. Hoàng hậu phù thủy. Ngày xưa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi và trù phú, có một vị vua vô cùng anh minh. Ngài rất yêu quý thần dân của mình và cũng được người dân hết mực tôn kính. Tể tướng, ngươi phải thường xuyên giúp ta chăm lo tới đời sống của người dân, đừng để ai phải đói khổ, lầm than. Tâu bệ hạ, đã là thần dân của người thì ai cũng sẽ được ấm no và hạnh phúc thôi ạ. Nhà vua có một hoàng hậu rất xinh đẹp. Bà ta vốn là một mụ phù thủy vô cùng độc ác. Thế nhưng nhà vua lại rất si mê hoàng hậu và chiều theo đủ mọi thứ mà bà ta mong muốn. Hoàng hậu của ta, hôm nay trong vườn có rất nhiều hoa mà nàng yêu thích. Ta đã cất công cho người mang nó từ xứ sở xa xôi về đây đó. Ta đưa nàng đi xem hoa nha. Trời ơi, không hiểu sao hôm nay ta đau đầu quá. Ta không thể đi cùng nhà vua được đâu. Ta xin phép về phòng nghỉ đây. Thời gian gần đây, hoàng hậu có gì đó khác thường. Nàng hay tránh mặt ta, hay là nàng có bệnh trong người? Liệu hoàng hậu có gì đó giấu ta không? Ta cảm thấy có gì đó không ổn. Liệu nhà vua có biết được chuyện giữa chúng ta không? Không thể nào, chàng đừng lo. Thiếp đã chế tạo ra chiếc vòng ma quái, chỉ chờ ngày thuận lợi để ra tay thôi. Nàng đã chế tạo thành công chiếc vòng ma quái rồi sao? Chàng có muốn xem không? Nàng còn không mau lấy cho ta xem đi. Tể tướng, chàng nhìn đây. Khi ta đeo chiếc vòng này vào cổ nhà vua, ông ta sẽ biến thành một con vật đáng thương. Lúc đó chàng sẽ lên làm vua trị vì thiên hạ. Ơi, thì ra các ngươi là những kẻ phản bội. Hoàng hậu, ta mấy lâu yêu thương nàng vậy mà. Còn tên tể tướng kia, ta sẽ giết chết ngươi. Nhà vua, ngươi theo dõi ta sao? Nếu như ngươi đã biết hết sự thật rồi thì hãy xem đây. Vậy thì ta muốn ngươi biến thành một con chó nhỏ. Dù sao thì giờ ngươi cũng chỉ là một con chó nhỏ bé và vô dụng. Tể tướng, hãy đuổi nó ra khỏi lâu đài của chúng ta. Có ai đó thì phải. Ô, trời ơi, thì ra là một chú chó nhỏ. Tội nghiệp quá. Chắc là ngươi vừa đói vừa lạnh. Hãy vào nhà, ta sẽ cho ngươi ăn uống nha. Sao ngươi lại không ăn thế này nhỉ? Lai lịch của chú chó này chắc cũng không phải tầm thường. Có lẽ chủ nhân của nó là một gia đình quyền quý nào đó. Thật tội nghiệp. Không biết nó đã gặp phải chuyện gì mà bị lạc tới đây. Từ đó, cô gái tốt bụng để chú chó ở lại căn nhà nhỏ của mình và chăm sóc rất chu đáo. Trời ơi, chiếc vòng này thích chặt quá. Để ta tháo nó ra cho ngươi dễ chịu nha.
Ngươi không nhận ra ta là ai sao? Đức vua, tha tội vì thần chưa kịp nhận ra người. Nhưng tại sao người lại... Ta bị hoàng hậu độc ác biến thành một chú chó bằng chiếc vòng. Giờ thì ta sẽ quay trở lại cung điện trừng trị những kẻ phản bội kia. Cô gái, nàng đã cứu ta, ta sẽ quay lại đón nàng. Hãy đợi ta. Ta đã quay trở lại đây. Hôm nay ta phải xử tội ngươi. Trời ơi, Đức vua, vì sao người có thể quay lại được đây chứ? Bệ hạ, người xử tội thiếp thì thiếp xin chịu. Xin người bình tĩnh cho thiếp nói đôi lời. Thôi được rồi, ta cho ngươi nói lần cuối trước khi xử tội chết. Hãy quên hết mọi chuyện mà ta đã làm đi. Ôi, hoàng hậu của ta, tại sao đầu ta lại đau như búa bổ thế này? Chúng ta đang nói về chuyện gì nhỉ? Tự nhiên ta lại quên mất thế này. Ta muốn ngươi biến thành một con chim. Hãy biến khỏi nơi đây cho khuất mắt ta. Và đừng bao giờ quay lại làm phiền ta nữa. Trời ơi, trên cổ chim vẫn là chiếc vòng hôm nọ. Lẽ nào là nhà vua chăng? Xin lỗi nàng, ta lại bị hoàng hậu lừa thêm lần nữa. Lần này thì không thể thế nữa đâu. Ta sẽ trở về cung điện và trừng trị bọn chúng. Nàng hãy chờ ta nha. Hãy bắt hắn nhốt vào ngục cho ta. Xin nhà vua hãy tha cho thần. Tất cả là do thần bị hoàng hậu suối bẫy. Nếu người muốn tha tội chết thì hãy làm theo lời của ta. Nếu người còn có ý đồ phản bội ta một lần nữa, toàn bộ người thân của ngươi sẽ bị hành hình ngay lập tức. Vâng, thần không dám nữa ạ. Muộn thế này mà chàng còn sang đây sao? Bỗng nhiên ta muốn chuyện trò cùng nàng mà. Chàng có chuyện gì muốn nói với thiếp thì cứ nói đi. Hãy biến thành con lừa. Bấy lâu nay ta mù quáng bị ngươi lừa hết lần này tới lần khác. Giờ thì tới lúc ngươi phải bị trừng trị. Ta sẽ xây một lâu đài mới trên tít đỉnh núi bên kia. Con lừa này sẽ phải chở đá cho tới khi nào xây xong lâu đài thì thôi. Vậy là mụ hoàng hậu phù thủy đã biến thành một con lừa, hằng ngày phải chở đá và sỏi từ dưới chân núi lên đỉnh núi để xây lâu đài. Còn cô gái được nhà vua đón về cung điện và trở thành một hoàng hậu mới. Vương quốc càng trở nên trù phú và tươi đẹp hơn khi có một nhà vua anh minh và vị hoàng hậu nhân từ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.